phần giảng lễ, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh đến sức sống mới của Cộng đoàn Giáo xứ với tiêu chí đề ra để phát triển giáo xứ. Ngài muốn giáo xứ phải như một giếng nước đầu làng để góp phần cung cấp cho người khác dòng nước hằng sống. Đó chính là lời Chúa, là bí tích thánh thể, là ân sủng dồi dào mà Chúa ban cho chúng ta. Ngài mong muốn giáo xứ phải là nơi gặp gỡ của mọi người, là nơi khích lệ, động viên mọi người, không phải là nơi kết án, không phải là nơi trừng phạt, không phải là nơi loại trừ, không phải là nơi phân biệt. 23 giáo hoàng đã dùng một cái hình ảnh rất đơn sơ, dễ hiểu. Đó là giáo xứ như một giếng nước đầu làng. Đây là hình ảnh rất thân thuộc đối với xã hội miền Bắc của chúng ta. Bởi vì trong thời mà không có hệ thống nước máy thì hầu như 90% các làng đều có giếng ở đầu làng. Giếng ở đầu làng là một hình ảnh rất quen thuộc và làm nên vẻ đẹp của làng quê Việt Nam. Chúng ta thấy hầu như làng nào cũng có giếng nước, có sân đình và làng nào cũng có cây đa. Ba cái hình ảnh ấy đã đi sâu vào tâm thức của người Việt Nam và đồng thời diễn tả vẻ đẹp miền quê tại Việt Nam. Vậy thì tại sao Thánh Gioan và 23 giáo hoàng lại dùng hình ảnh giếng làng để so sánh với một giáo xứ? Như chúng ta biết, ngày xưa không có hệ thống nước máy nước sạch, cho nên tất cả mọi người trong làng thì phải đến giếng để gánh nước về để dùng trong gia đình. Giếng nước ấy là nguồn nước cho tất cả mọi người. Nguồn nước ấy là nguồn nước sạch. Nguồn nước ấy chính là sự sống. Nguồn nước ấy đem lại cho người dân sự bình an. Giếng làng cũng là nơi gặp gỡ thân thương của những người xa quê trở về. Chúng ta các thế hệ cao niên còn nhớ những kỷ niệm ngày xưa với chiếc giếng làng. Tiếc rằng thời nay hầu như đại đa số người ta đã lấp hết giếng làng không còn nữa. Giếng làng là nơi những người đi xa quê gặp gỡ trở về để thăm lại quê hương, viếng mộ tổ tiên thì họ tìm thấy ở giếng làng dòng nước mát sau khi đã đi một hành trình xa xôi và mệt mỏi. Giếng làng cũng là nơi mọi người gặp gỡ nhau để thông tin, trao đổi, để chia sẻ những chuyện vui buồn, để nói về tình hình thời sự, những chuyện xảy ra ở trong làng của mình. Thánh Gioan 23 giáo hoàng đã dùng hình ảnh giếng làng để diễn tả một giáo xứ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một cộng đoàn giáo xứ phải là nơi để mà cung cấp cho mọi người tín hữu nguồn sống thiêng liêng. Giáo xứ như một người mẹ nuôi dưỡng mọi người tín hữu. Nuôi dưỡng bằng cái gì? Không phải là nuôi dưỡng bằng lương thực, thực phẩm, nhưng nuôi dưỡng bằng lương thực thiêng liêng. Giáo xứ là nơi cung cấp cho mọi người tín hữu các nhu cầu thiêng liêng mỗi khi họ đến để gặp gỡ, mà ngôi thánh đường này là trung tâm, là trái tim của cộng đoàn giáo xứ. Mỗi người tín hữu chúng ta đều có nhu cầu thiêng liêng như là lĩnh nhận các bí tích, lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, cùng san sẻ những niềm vui buồn của cuộc sống. Giáo xứ phải là nơi quy tụ tất cả mọi người, đồng thời bất kỳ người nào, người giàu hay người nghèo, đến với ngôi nhà thờ này, đến với cộng đoàn đức tin của giáo xứ, họ phải đón nhận được sự nâng đỡ, an ủi để và họ tìm thấy niềm vui siêu nhiên và tìm thấy nghị lực trong cuộc đời. Rất tiếc là đây đó có những giáo xứ thay vì kết nối tình hiệp thông thì lại gây chia rẽ giữa các dòng họ, giữa những người đã làm ban hành giáo hoặc những người đương nhiệm, đương kim ban hành giáo hoặc là với những người đã có công lao với giáo họ, với giáo xứ, với những người hiện tại, với những người ở xa hoặc là với những người ở gần hoặc là mâu thuẫn giữa những người mà coi là mình đạo đức
với những người bị coi là những người không thiếu đạo đức hay là thiếu lòng sốt sáng. Chính vì thế ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa nhân ngày tạ ơn giáo họ của chúng ta lên giáo xứ. Chúng ta được mời gọi xây dựng mô hình giáo xứ của chúng ta, như tôi đang thưa với quý cụ, quý ông bà và anh chị em, lấy hình ảnh chính Thánh Gioan 23 giáo hoàng đã dùng, đó là giáo xứ của chúng ta phải như một giếng nước đầu làng. Giếng nước này cung cấp niềm vui, ân sủng, nghị lực cho tất cả mọi người trong làng, bất kỳ ai có thể đến với ngôi nhà thờ là trái tim của giáo xứ để tìm lại sự bình an, sự nâng đỡ thiêng liêng, và nhất là những ai đang gặp khó khăn và có nguy cơ gục ngã trên đường đời. Khi đến với ngôi nhà thờ này, họ tìm được sự bình an, nghị lực và được ơn Chúa, được mọi người chia sẻ cảm thông trong tình liên đới và trong gia đình giáo hội. Như thế, giáo xứ đóng vai trò quan trọng đối với đời sống đức tin của một tập thể, nhưng mà cũng đối với đời sống đức tin của một cá nhân, mỗi một người tín hữu, bất kể họ là ai, ở xa hay ở gần, đạo đức hay khô khan, người nam hay người nữ, và người giàu hay là người nghèo, bất kể ai nhờ bí tích rửa tội đều trở nên thành viên của giáo hội và đều được mời gọi đạt tới sự thánh thiện trong chính bậc sống cụ thể của mình. Hôm nay tôi hân hạnh về đây dâng lễ để cùng với quý cha, quý sơ, quý ông bà và anh chị em tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ mới của chúng ta. Qua những dòng lược sử về cộng đoàn giáo họ và giáo xứ thành lập, tôi thấy đây là mảnh đất được Chúa chúc phúc. Đây cũng là mảnh đất địa linh nhân kiệt. Đây có 3 linh mục, 1 linh mục đã qua đời và có 2 linh mục đang làm mục vụ tại giáo phận chúng ta, như là cha Giuse người làm quản hạt, cha Anton thì giáo xứ Tụy Hiền. Các đấng đã đang phục vụ nhiệt thành giáo hội tại chính địa phương là tổng giáo phận. Nơi đây cũng có nhiều ơn gọi tu sĩ và ơn gọi chúng sinh. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho mảnh đất này mãi mãi được đón nhận muôn phúc lành của Chúa. Tôi cũng được biết quý ông bà và anh chị em có những người đi làm xa ở các nơi miền Nam, miền Bắc. Tổng số giáo dân kể cả những người đi làm nhưng mà họ vẫn còn nhà cửa gia đình ở đây, tất cả là phải hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người của giáo xứ thành lập, nếu chúng ta hiểu sứ mạng người Kitô hữu, chúng ta sẽ có thể đem lại cho giáo hội biết bao nhiêu ơn lành. Hơn 1.000 người ấy, nếu chúng ta ý thức giáo xứ này là giếng nước đầu làng, chúng ta sẽ có góp phần để mà cung cấp cho những người khác dòng nước hằng sống, chính là lời Chúa, đó chính là bí tích thánh thể, đó chính là nguồn ân sủng dồi dào mà Chúa ban cho chúng ta. Giếng đầu làng là một hình ảnh rất dễ thương, rất là bình dị, rất là đơn sơ, rất là gần gũi. Giáo xứ phải là điểm gặp gỡ của mọi người, giáo xứ phải là nơi khích lệ động viên mọi người, không phải là nơi kết án, không phải là nơi trừng phạt, không phải là nơi loại trừ, không phải là nơi phân biệt và là nơi hiềm khích, nhưng mà giáo xứ là điểm gặp gỡ thân thương, bởi vì ai cũng là con cái Chúa và ai cũng được mời gọi để đạt tới hạnh phúc lâu bền và sự thánh thiện Chúa mời gọi chúng ta. Amen.
Sau phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo xứ đã dâng lời tri ân các đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn. Giáo xứ Thành Lập thuộc thôn Thành Lập 1, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Các tiền nhân kể lại, vào khoảng thế kỷ thứ 17, khoảng hơn 300 năm về trước, có một bà tên là Lập đã đón nhận tin mừng tại chợ Bầu, rồi đem con cháu rời thôn Mai Trang về sinh sống tại khu đất Con Xà, Sộp Lẻ, nay là thôn Thành Lập 2. Thời kỳ đó, dân số thưa thớt, lương giáo cùng chung sống. Sau 100 năm, dân số phát triển, đất chật người đông, thấy mảnh đất bãi phì nhiêu màu mỡ, phần lớn, người công giáo đã rời nơi ở cũ, về xóm đống, cư ngụ và lập trại, cùng nhau chung sức dựng nên ngôi nhà nguyện bằng tre gỗ, lợp lá. Nằm theo hướng đông tây, nhìn vào giữa sườn nhà thờ hiện nay, được lấy tên là Thành Lập, và nhận Thánh Teresa Avila làm quan thầy, đồng thời xin bề trên công nhận là một giáo họ trực thuộc giáo xứ Bái Xuyên, địa phận Tây Đằng Ngoài, Hà Nội. Theo truyền khẩu, vào năm 1908, có bõ bổi trông coi nhà thờ, do bõ sơ ý đã để cháy mất ngôi nhà nguyện tranh lá. Các cụ đã kịp thời cùng nhau hợp lực, huy động toàn thể dân họ, khoảng 150 nhân danh, người giàu góp của, người nghèo góp công. Đến năm 1909, cha Già Khoái, chính xứ Bái Vàng và cha Cố Hoàng, tổng quản đã về cắm móng. Công trình xây dựng do ông Đốc Lương, tòa giám mục cử về thiết kế và giám sát. Thời gian kéo dài chừng 3 năm thì hoàn thành. Ngôi nhà thờ hiện nay được hoàn thiện vào trung tuần tháng 10 năm 1912, có chữ cao tại với thánh quan thầy là bà Thánh Teresa Thành Avila, nước Tây Ban Nha. Niên hiệu này đã được ghi trên tháp nhà thờ. Thời bấy giờ, giáo họ đã mua đất của các cụ trùm Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Văn Hòa. Ruộng đồng Lộ Ỉ là một thửa ruộng gồm 4,7 miếng và một thửa 5 sào Lộ Ỉ. Cụ Nguyễn Văn Hòa, 5 sào giáp đường cõi. Vào năm 1946, thời cha Do An Vũ Gia Khánh, chính phủ lâm thời Việt Minh dùng một số giáo dân vào công kích ngài, nên ngài tạm thời rời xa nhà xứ Bái Xuyên, về họ Thành Lập một thời gian trong vòng 2 năm. Khi ở đây, ngài đã xây dựng ngôi nhà phòng phía sau nhà thờ và đắp tượng Thánh Teresa Avila trước thờ ở bàn thờ cạnh, sau này đưa ra ngoài ao, và khi đắp tượng Chúa Giêsu Kitô vua, họ đã đưa lên tháp chuông nhà thờ, cả hai phần còn lại cho đến ngày hôm nay. Thời cha Phaolô Vũ Ngọc Chỉnh là thời kỳ khó khăn nhất về mặt sống đạo cũng như giữ đạo, vì đất nước trong thời kỳ chiến tranh tàn phá mang theo một ý thức hệ cộng sản, cải cách ruộng đất khiến cho lễ nghĩa gia phong bị đảo lộn, con tố cha, vợ tố chồng, cháu tố ông tố bà. Nhưng lúc đó, hàng năm vẫn có tuần đại phúc, có cha về ở tại họ Thành Lập một thời gian. Sau thánh lễ mỗi ngày, cha đi thăm viếng các gia đình, khuyên bảo người nguội lạnh,
an ủi kẻ nghèo khó. Nhiều người trễ nải lâu năm, bê tha, cờ bạc, rượu chè đã cải tà quy chính và đi dự tuần đại phúc hàng ngày. Đến thời cha Giuse Maria Bùi VIII, cha đã thành lập nhiều hội đoàn, nhất là hội trung nữ, hội Kitô vua, hội gia trưởng, tái lập đoàn nghĩa binh thánh thể, đặc biệt nhất là ban kèn đồng, xây đền Đức Mẹ, xin cho họ thành lập có ngày chầu mình Thánh Chúa. Các nghi lễ trong nhà thờ, các lễ bổn mạng đều do giáo dân tự đảm đang. Hàng năm có nhiều cuộc rước kiệu Đức Mẹ, rước Thánh Thể và rước Thánh Quan Thầy của làng, của hội. Việc đạo rất phồn thịnh, mùa chay có ngắm đứng, có thi kinh bổn mọi lứa tuổi, rất nhộn nhịp. Đến thời cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, mọi lễ nghi không những được duy trì và ngày một phát triển hơn, giáo họ thành lập có thêm hội La Vang, xây dựng một tượng thánh gia, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa khang trang sạch sẽ hơn. Năm 2010, thời cha Francisco Xavier Vũ Đức Văn đang trông coi giáo xứ Bái Xuyên, trong đó có họ thành lập. Các hội đoàn ngày một gia tăng, có thêm hội ve chai, giới trẻ tham gia hoạt động tông đồ rất tích cực, trùng tu ngôi nhà thờ giáo họ. Do ảnh hưởng của thời tiết, chiến tranh, ngôi nhà thờ nhiều phần bị xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là phần mái nhà thờ, trên tường nhiều vết nứt. Đứng trước tình hình đó, cha nguyên chính xứ Francisco Xavier Vũ Đức Văn, ban hề giáo và toàn thể giáo dân trong họ đã tiến hành đại trùng tu phần thân nhà thờ, phần tháp và nền móng vẫn giữ nguyên. Đến năm 2012, trùng tu hoàn thành và ngôi nhà thờ nguy nga linh thiêng được hoàn thiện. Ngày 14 tháng 10 năm 2012, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giáo mục Hà Nội, đã về chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm ngôi nhà thờ tròn 100 năm tuổi và trên 300 năm đón nhận tin mừng. Hiện nay là cha xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn từ ngày 13 tháng 12 năm 2016 đến nay. Mọi nghi lễ được duy trì và phát triển hơn. Đặc biệt, năm 2018-2019 vừa qua, dưới sự chỉ huy và coi sóc của cha xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn đã quy đổi đất đai, mở rộng khuôn viên nhà thờ về chiều rộng và chỉ đạo quyết liệt chuyển các phần mộ, phạm vào đường thập tự khu vực vườn thánh của giáo họ. Ngày 21 tháng 10 năm 2021, cha xứ Phêrô, cha phó Mikae và hai cha bản hương đã về dâng lễ và khởi công bỏ móng ngôi nhà mục vụ và vẫn đang trong thời gian xây dựng. Với ơn Chúa, đời sống đức tin của giáo họ ngày càng triển nở. Để đánh dấu sự phát triển của giáo họ và nguyện vọng tha thiết của cộng đoàn dân Chúa giáo họ, thông qua cha xứ Phêrô xin được thành lập giáo xứ. Ngày 12 tháng 8 năm 2020, cha chính xứ Bái Xuyên cùng với ban mục vụ giáo họ, đại diện các hội đoàn, các giới đã đệ đơn lên Đức Tổng Giám mục xin thành lập giáo xứ. Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Đức Tổng Giám mục đã ký quyết định chấp thuận cho giáo họ thành lập, được tách ra khỏi giáo xứ Bái Xuyên, thiết lập thành giáo xứ thành lập thuộc hạt Phú Xuyên, Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo xứ thành lập tôn nhận Thánh Teresa Avila làm quan thầy và mừng lễ vào ngày 15 tháng 10 dương lịch hàng năm.